chương trình tham gia buổi diễn nghệ thuật quần chúng Nguyễn Hữu Dũng năm 2022 của đơn vị xã Tiên Dũng với chủ đề Bừng sáng đất Phượng Hoàng, gồm các tác phẩm: một, địa khúc giao hòa sáng tác Quang Minh biểu diễn Tông Nam; hai, niềm tin dân đảng sáng tác Trọng Đoàn biểu diễn Vũ Trí Côn; ba, múa Yên Dũng hương đất tình người biên đạo chung kết biểu diễn Tốc Múa; 4. Điệu chèo quê em sáng tác Hồ Trọng Hợp biểu diễn Tốc Nữ; 5. Bài ca xây dựng nông thôn mới sáng tác Ngọc Khuê biểu diễn Toàn Đoàn. Chỉ đạo nội dung: Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Tiên Dũng, chỉ đạo nghệ thuật đồng chí Vũ Trí Côn, biên đạo múa chung kết. Và sau đây chương trình xin được phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nằm trải dài bên hai bờ sông Trung Trung và nằm giữa hạ lưu của sông Cầu và sông Lục Nam. Với địa thế vùng đồng bằng phù sa màu mỡ và khí hậu thuận lợi để phát triển nghề trồng lúa nước, đánh bắt thủy sản cũng như sự hình thành và phát triển của các làng nghề truyền thống ven sông như làng Mộc Đông Loan, Vũ Làng Ngòi, Bảy Chị Lan. Người dân quê tôi luôn chịu thương chịu khó, bao vất vả cùng đoàn kết vượt qua, đẹp lòng dân bởi những đảng tỏ tường soi sáng, xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu.
ban dân huyện cùng sự đoàn kết của toàn thể nhân dân, Yên Dũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, sự chuyển mình vượt bậc của hệ thống giáo dục, y tế, giao thông rộng mở, đô thị sầm uất, nhà văn hóa khang trang, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Trong thời gian tới, Yên Dũng quyết tâm tiên phong, đổi mới, phấn đấu trở thành một huyện mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa. Yên Dũng phượng hoàng, cất cánh bay lên, hội nhập phát triển, tươi sáng, tương lai. Lời kính chúc sức khỏe, chúc hội diễn thành công rực rỡ.